chào anh KBC Hải Ngoại và những khán thính giả của KBC Hải Ngoại luôn. Hôm nay thì nó cũng sau cái buổi thu hành ngày hôm qua, chúng tôi thì mình cũng lại cũng có những cái điều mà anh còn bức xúc, anh còn muốn nói thêm. Thành ra hôm nay tôi có yêu cầu là anh Hùng cho tôi nói chuyện, nhớ gì, thấy thiếu sót cái gì cần nói thì mình nói. Trong năm ngoái mình quên đi sót thì bây giờ mình nói. Thế thì là cái chuyện đầu tiên của mình thì trước có vài người, có nhiều anh em cứ nói rằng thì là về Bắc Cường thì nên về Việt Nam một chuyến để nhìn cái quê hương thay đổi từng giờ. Thưa thì để một lần nữa cảm ơn cái tình tình của anh em, nhưng mà cũng lại một lần nữa tôi xin trình bày với các bạn rằng thì là 30 tháng 4 tôi kẹt lại 18 năm tôi sinh sống với lại người cộng sản, thì tôi biết về họ nhiều lắm, và cũng biết kể cả một cái giai đoạn mà sau chiến tranh, sau 30 tháng 4 cấm vận cấm biết đủ hết các thứ, nhưng mà ở đằng sau đó thì mình mới thấy rằng thì là đây là cái cuộc chiến thắng của nhân dân Việt Nam thực, và cái bộ đội Cụ Hồ, cái chú bộ đội Cụ Hồ đó, nó là một cái đoàn người hiền hòa, một cái đoàn người hiền hòa, có nghĩa là được giáo dục, được Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục, gọi là một cây kim sợi chỉ của nhân dân nó cũng không dám đụng tới. Đấy là một cái điểm son mà những người mà bị kẹt lại sau 30 tháng 4 rất là ngạc nhiên, và cũng chính vì thế mà họ bức xúc, họ ở lại, và họ biết rằng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây mà họ bôi đen trang chấu, họ bôi thì họ cái chiến tranh tâm lý mà họ chống cái cuộc chiến của nhân dân, cái cuộc chiến thống nhất đất nước đó, là một cái sai lầm to lớn, và rõ ràng họ không muốn gột rửa, và chỉ có những người mà can đảm dám nhìn vào sự thật như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nhất Hạnh, như Mục sư Nguyễn Quang Minh, hay là anh Nguyễn Phương Hùng, hay là một số người khác nữa đó, đi về Việt Nam, nhưng mà cũng bị cái bọn ở đây nó phá thối từng chút một. Và thực ra mình mới thấy rằng thì là cái ấm ức, cái nuôi hận thù mà muốn để cho lòng thanh thản đó thực tình là nó khó lắm. Tôi vẫn thường tự nhủ, tự ca tụng, tại vì anh em mình cũng chết nhiều lắm rồi, thì mình mới nói rằng thì là cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Và chính ngày hôm qua thông văn với anh Hùng thì cũng lại bức xúc, và sáng hôm nay thức dậy mình mới lại thấy rằng thì là mình hãy còn có thể đứng vững, mình lại còn ra cà phê gặp anh em, và tôi mới yêu cầu có cái cuộc nói chuyện đầu năm ngày hôm nay. Thưa, bây giờ thì nhớ cái gì nói cái đó, thì nó có cái mà hôm vừa rồi, cái mà Tết Mậu Thân ở Huế đó, thì
tôi nói chưa được hết là mà nó có một chi tiết hết sức là quan trọng, một chi tiết hết sức là quan trọng là cái vụ mà Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan đó. Tại vì gần thì là mình cứ nói kỹ về